Ok và hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Tài Marap. Thì cũng khá là lâu rồi mình cũng chưa làm video sinh tồn tập thứ tư cho mọi người xem. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm Marap sinh tồn tập thứ tư của 1.18.2. Thì mục tiêu của ngày hôm nay á là tụi mình sẽ đi kiếm bộ giáp kim cương Enchant. Không cần kim cương mà cũng không cần bài phù phép nha anh em. Vậy thì mình và Zombie sẽ làm cách nào để kiếm được một bộ đồ giáp kim cương Enchant mà không cần đụng tới kim cương? Anh em cùng đón xem nha. 1.500 view, 200 like, mình sẽ ra hẳn tập tiếp theo cho mọi người luôn. Ok, không lòng vòng nữa, chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Ok, tụi mình đã có được cái mục tiêu của tập thứ tư. Tụi mình sẽ cố gắng kiếm bộ giáp kim cương Enchant siêu xịn sò mà không cần đụng cái kim cương. Vậy việc đầu tiên tụi mình sẽ làm là cái gì? Đi ngủ. Tụi mình đang ở trong một cái biome, đó chính là biome Vân Sam. Và biome Vân Sam á, thì nó sẽ có nhiều gỗ. Vậy là bây giờ mình sẽ vô trong làng, mình sẽ kiếm một thằng dân làng nó học cái nghề làm mũi tên. Hoặc là mình với lại Zombie sẽ ép cho nó học nghề bàn làm mũi tên. Và cho nó học nghề, mình sẽ đổi gậy qua ngọc lục bảo. Và mình sẽ nâng cấp cái con lò luyện kim và cái con màng rèn cho lên cấp cao, đổi được giáp kim cương. Đó là cái cách tụi mình sẽ kiếm được giáp kim cương. Mọi người cùng chờ xem. Thì bây giờ mình với Zombie sẽ bắt đầu kiếm dân làng còn sống sót trong cái làng này đi bạn ơi. Chứ bây giờ tôi thấy toan rồi, lờ mau sống sót. Zombie afford của lịch bạn ơi. Nó càng quét hết thì sao? Alo, còn con nè bạn. Bạn ơi, ra đây bạn ơi, còn con nè. Mà con này xanh lá cây bạn ơi, thủ tiêu không? Ba, nó không học nghề luôn á ba, nó phế lắm luôn á. Đợi nó lớn là học được nghề, đợi nó lớn cái tao già tao ngụm quá. Nó nghĩ là chắc chắn phải còn lại lần trước á là còn khoảng 1 đến 2 con dân làng. Có bạn ơi, có một con bạn ơi, có một con bạn ơi nhưng mà nó học nghề này bạn ơi lấy thuyền, có một con rồi bạn ơi. Từ từ, lấy thuyền bắt nhốt lại cho nó học nghề bàn làm mũi tên bạn ơi. Đây, thôi khỏi bạn ơi, chạy lại đi bạn. Bạn chạy lại đi. Chỗ tôi trong làng. Đồ lì mày. Rồi bạn đập hết bàn luôn, đập hết bàn. Ê, thêm con nữa nè. Con này cho lò luyện kim, Rồi được rồi đó, nó mất hết nghề rồi đó bạn. Rồi bây giờ bạn đi chế tạo cho tôi cái chở vô nhà trước. Tối Zombie vô nữa bạn. Bây giờ đó hồi bạn về nhà bạn làm cái bàn làm mũi tên. Đây nè bạn ơi, Với lại đó hồi tôi mang cái lò luyện kim trong nhà mình ra để chặn cái cửa này lại luôn. Cái đó là mình bị kẹt, mày chở nó vô cái đất gì ở dưới á, cái đất của dân làng á, nó bị kẹt rồi đó, cho nên là nó đổ nước nó mới lên được. Bây giờ tôi với bạn sẽ làm tiều phu chặt nát hết tất cả cây trong này luôn để nâng cấp lên siêu xịn sò. Rồi bạn ơi, 32. Rồi ok luôn. Quá là ngon. Ê, mọi thứ đang tiến triển rất là tốt luôn đó ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua lấy gỗ để mình đổi ở đây trước nha anh em. Mình đổi để mình khóa cái nghề nó lại luôn á nha anh em. Chứ không thôi là nó sẽ lương lẹo anh em, nó sẽ đổi lại nghề á. Nó lờ mau lắm. Đúng rồi, phải tranh thủ trước khi mà nó đổi nghề. Đồ ăn hả? Đây. Hôm bữa mình có đi chặt gỗ anh em để mình xây cái nhà này nè. Cái bây giờ mình dư ra được cái đống gỗ luôn. Rồi làm giàu thôi anh em. Đó thì tụi mình và Zombie là hai nhà kinh doanh tài ba, không phải đa cấp nha. Kiếm kim cương Enchant, không cần tới kim cương mà không cần tới bàn Enchant luôn. Stone. Ok, giàu rồi bạn ơi, giàu lắm rồi bạn ơi. Và mình có thể tiếp chàng trai trẻ cho mình đổi cái, mình giao dịch với nhau nào. Rồi nó cấm luôn rồi anh em. Bây giờ nó cấm mà mình phải đợi cho nó đập cái bàn này 3 lần á, nó mới reset lại. Và chúng ta đã được 18 ngọc lục bảo. Oh my god. Trong đó đó bây giờ đập được lần 1 rồi nè. Thấy không? Mình phải đợi đập 3 lần, nó đập vô bàn 3 lần á là nó sẽ reset cho nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ ok. Thằng này đổi à, vậy không được rồi, không ổn rồi. Bạn ơi lấy than nữa bạn ơi. Vô nhà lấy thêm than nữa đi bạn. Bây giờ tôi ở ngoài đây tôi reset con này liên tục cho đến khi đổi than thì thôi. Đây, từ 32 nó giảm cho mình thành 38. Thằng này nó khôn ghê, mình không đánh nó luôn mà nó giảm vậy đó anh em. Giảm 32 lên 38 nha. Không sao anh em, nó hơi mắc chút xíu rồi nhưng mà tại vì nhà mình cũng có gỗ nhiều mà. Kệ đi, coi như là mình mua ủng hộ nó vậy. Rồi bây giờ là trời tối là phải vô ngủ liền. Bây giờ, nhưng mà nếu như mình làm cái này á thì bắt buộc mình phải ngủ nha anh em. Mình mà không ngủ á là con dân làng nó sẽ chết. Nguy hiểm lắm anh em. Giữ cái thằng đó lại giúp tôi các bạn, ngay chỗ giếng nè bạn. Bạn bắt bạn giữ lại giùm tôi cái để mốt tôi cho nó học nghề cái nghề gì ta, nông dân để sinh sản dân làng chứ kiểu này là chết á. Thì mình với lại Zombie sẽ bắt đầu đi ngủ nha anh em. Cứ mình phải cho nó reset nghề cái đã. Thứ nhất là con này nó chịu học nghề, cái thứ hai con kia reset. Giờ thì anh em mình vô ngủ thôi. Ok, khóa nghề mày lại nè con. Rồi bạn ơi, nhà có nhiều thang lấy hết thì bạn, nâng cấp lên mát đi bạn. Chúng ta ở đây là chúng ta sẽ không đụng vô 19 viên kim cương luôn nha. Rồi ok mọi người, và bây giờ trong tay mình đã có một cây cúp sắt. Lên đường bạn ơi.
Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Mình với là zombie sẽ lên đường đi tìm than và đủ 5 stack than thì tụi mình sẽ quay về. 5 minutes later. Thiệt luôn hả? Không có than mà. Wow. Zombie bị bay đồ rồi. Rồi ok. Vô lấy sắt bạn ơi, Ổn rồi. Trong lúc chờ nung sắt á, bạn hãy đi mai thêm đi bạn, đi mai thêm than đi. Tại vì mai thêm than với sắt nữa, tại vì phải cho con này nó lên mới có được cái cúp bạn ơi. À cái khiên đổi su lava. Nó đổi su lava. Gần nhà mình có hố lava không ta? Nhà mình có 3 xô, hình như là để đổi lên cấp. Ok có đúng không? Rồi tốt. Ở nhà mình có 3 xô sẵn rồi. Ra mình múc thêm. Hình như là 6 đến 7 xô đó là được một cấp rồi. Bạn có đi mai tôi lấy tôi làm gì cho. Rồi. Ngon. Lava mình còn nhớ hướng. 1. À, không cần. Lên cấp luôn rồi anh em ơi, lên cấp rồi. Rồi ok, đã có quần kim cương nha. Bảo vệ 2, chậm hỏng 3. Ôi, dày kim cương, bảo vệ khỏi vụ nổ 2, bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 3. Hai cái dòng phù phép enchant hiếm nằm trong một món luôn. Mình sẽ ra quốc luôn anh em. Quốc luôn, đổi cho mình với lại zombie. Mỗi đứa một bộ, hy vọng nó sẽ lên được cấp. Mà cái quần đổi hai cái là hết 62 ngọc lục bảo rồi. Bởi anh em ơi, bởi cái này nó phơi lắm anh em. Quân thì hơi khó đó. Con này nó mình phải cho nó lên cấp nó mới full được. Này có đổi cái nịt nữa anh em, có đổi cái nịt sang kia nữa, nhưng mà cái nịt thì mình farm ít lắm. Đây là cái hang hôm bữa của tụi mình tổ chức cuộc thi đi mai mình dưới đây. Mà xuống dưới đây mình để ý là than nó không, dường như là nó không có luôn á anh em. Ok, mình có vũ khí là solo và tụi này chích danh vải đạn ra. Hang to này mình sẽ đi bên cái mép để cho nó ra nhiều than và sắt hơn. Nó sẽ cố gắng làm cho xong được cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Và mình sẽ làm thêm một cái mục tiêu, nó chính là làm thêm một cái cổng địa ngục nữa. Là ok luôn. Tập này chúng ta sẽ là tập sau chúng ta mình với zombie sẽ xuống dưới địa ngục nha anh em. Hồi nãy tôi xém chết rồi bạn. Tôi đang đi mai với không có một cái kiếm trong người. À đủ, giờ có kiếm rồi nè. Ôi. Ba. Sao rồi, ổn không? Ok. Tao tưởng nãy mày đi xa rồi chứ. Tao hết hồn mày. Tự nhiên cái mày chen lên. Hên quá nhưng mày nhớ được. Nè anh em ơi, mình còn 3 tim, 3 thức ăn, 60 giây. Lẹ bạn ơi, speed gun. Ba, đang chạy đuôi thời gian đó ba, tao còn 3 tim rồi, oh no. Tới nhà rồi. Đang từng bước lết về nhà bạn ơi. Ở cho lên bậc thầy, còn một chút xíu nữa là bậc thầy rồi. Nãy sắt mình đi mai được 28. Rồi nãy này còn đổi được, đổi thêm cho chắc. Rồi ok. Chúng ta được 54 luôn, gần ngày chắc chắn là đủ rồi đó, Mình đang cần thằng này lên cấp thôi. Ok, một miếng nữa. Really? Đây đủ luôn. Rồi đủ luôn rồi anh em ơi. Hay quá, mình mới nhận ra mình có Sulava. Và mình sẽ có được cái áo gai 1, nón bảo vệ hô hấp và chậm hỏng. Đúng. Chúng ta đã full bộ giáp kim cương. Và bây giờ chúng ta còn một cái quan trọng hơn nữa, nhưng đó chính là cái xuống địa ngục. Địa ngục thì mình sẽ đi ra múc solava thôi. Và bây giờ mình đã có được 10 cục. Bây giờ mình sẽ về nhà mình làm cái cổng. Và mình sẽ đi vào tập sau. Mình với MB sẽ xuống dưới địa ngục nha anh em. Sẽ không xuống địa ngục cho đến khi mà mình làm từng nào mình làm tập sau mình mới xuống địa ngục nha. Còn giờ mình làm cổng mình để chân đó thôi. Mình không có vô anh em. Đợi là mình bắt đầu tập mới mình mới vô. Và chúng ta sẽ có được cổng địa ngục. Tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ mình đang thiếu ở trên nhà mình hình như có hay sao á. Mình kiểm tra lại đồ linh tinh coi có cái bật lửa không. Nếu mà không có chúng ta phải rồi xong luôn, toang rồi. Buộc phải giết người sắt thôi. Cho mọi người video mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi người đừng quên nhớ cho mình một nút like, một nút share, một nút đăng ký giúp mình nha. 1500 view, 200 like mình sẽ gắn tập tiếp theo cho mọi người luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập thứ 5. Bye bye.